Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2021, thứ sáu tuần thứ 12 mùa thường niên năm lẻ. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Colosse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trứng tử mọi tạo vật, vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình dù là các bệ thần hay quản thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hậu thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chân Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai tra. Toàn thể địa cầu hãy gieo mừng Thiên Chúa. Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai cha, Hãy vào trước thiên nhang với lòng hăng hoan khoai tra. Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính người đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên chua chăn nuôi. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai cha. Hãy vào trụ quan nhà người với lời khen ngợi. Vào hành lang với khúc ca vui. Hãy tán dương, hay chúc tùng danh người. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai cha vì thiên chúa người thiên hào lòng từ bi người tồn tại muôn đời và lòng trung tin người còn tơi muôn muôn thế hệ hay vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai cha Alleluia, Alleluia, nguyện cho lời Chúa Kitô. Cứ ngu dồi dào trong anh em anh em hãy nhờ đức Kitô mà tạ ơn thiên chúa cha Alleluia tin mừng chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca lạy chúa vinh danh chúa khi ấy những người biệt phái và luật sĩ nói với chúa Giêsu rằng Tại sao môn đồ của Doan năng ăn chay và cầu nguyện? Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy Còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống Người đáp lại rằng Các ông có thể bắt các bạn hữu đến giờ tiệc cưới, ăn chay Đang khi Tân Lan còn ở với họ chăng Nhưng sẽ đến những ngày mà Tân Lan phải đem đi khỏi họ Bây giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy Người ta nói với họ thí dụ này rằng: Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ, chẳng vậy, áo mới đã bị xé mà mảnh vải áo mới lại không hợp với áo cũ, cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất, nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới. Vì người ta nói, rượu cũ thì ngon hơn. Đó là lời, lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Lý do ăn chay Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi. Ngày đó họ mới ăn chay. Luca chương 5 câu 34 35. Suy niệm. Môn đệ ăn Tẩy giả ăn chay, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng ăn chay, còn môn đệ Đức Giêsu không ăn chay là còn ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Cảnh tượng đó đã châm ngòi cho người Pha-ri-siêu và kinh sư lên tiếng chỉ trích. Họ tự hào về việc giữ chay nhiệm nhặt, thậm chí còn hơn luật buộc và coi đó như một thành tích đạo đức Luca chương 18 câu 12 Chứ không phải với lòng khiêm cung và khao khát mong được gặp gỡ Chúa Đức Giêsu không phủ nhận việc ăn chay Các môn đệ không ăn chay vì không phải lúc Họ vui mừng vì được ở với Ngài là đấng cứu thế Giống như khách dự tiệc cưới không ăn chay Mà trái lại vui mừng vì được ở với chàng rể Sẽ đến ngày họ ăn chay Ngày chàng rể bị đem đi đó là những ngày của cuộc thương khó của ngài mời bạn mục đích của việc ăn chay không phải là để hành xác chúa dạy ăn chay phải song hành với cuộc sống bác ái chúng ta đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn mọi bề do nặng dịch việc ăn chay là càng cấp ít để lá lành đùm lá rách để chia sẻ một cách thiết thực cho những người đang gặp cảnh khó khăn hơn mình sống lời chúa không kêu ca phàn nàn vì những khó khăn mình đang phải chịu nhưng vui vẻ chịu đựng những khó khăn và tận tình chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn với mình. Cầu nguyện, Lạy Chúa, có biết bao người đang gặp đau khổ vì dịch bệnh, khó khăn về cái ăn, chỗ ở. Xin cho chúng con biết đọc ra ý Chúa, để biết đồng cảm và chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh này. AMEN Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày đi một ngày đàn học một sàn khôn. Cách đây không lâu, một cặp thanh niên người Pháp đã đến Phi Luật Tăng bằng chiếc xe đạp riêng của họ. Nước Phi là quốc gia thứ 31. Họ dùng xe đạp để đi tham quan. Trong vòng 7 năm qua, họ đã không ngừng di chuyển một cách thích thú trên hầu hết các nước và đã học hỏi nhiều kinh nghiệm khác nhau họ đã bỏ ra 3 năm để đạp từ Pháp xuyên qua đến Thái Lan. Họ dành một năm làm việc trong các trại tị nạn dọc theo biên giới Thái. 9 tháng để đi xuyên qua Trung Hoa lục địa, 6 tháng để tham quan Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan. Người con gái tên là Claude đã giải thích mục đích của cuộc mạo hiểm như sau. Kể từ thời của Marco Polo con người không ngừng để thám hiểm thế giới với nhiều lý do và với nhiều phương tiện khác nhau trong thời đại du hành vũ trụ này việc đi vòng quanh thế giới bằng phương tiện thô thiển như xe đạp vẫn không ngừng thu hút nhiều người mạo hiểm như thế để giúp thay đổi cuộc sống của chúng tôi để cùng trải qua một kinh nghiệm quá lớn lao cuộc mạo hiểm nào cũng thích thú và nguy hiểm claude kể lại rằng tại thái lan họ đã bị hai tên cướp chặn đường toan hành hung tại trung đông họ đã chứng kiến cảnh chết chóc hàng ngày và nhất là tại ấn độ sau khi đã trải qua và tuần lễ tại một vài trại cùi họ đã có thể vượt qua được tất cả mọi hàng rào ngăn cách để đến với nhau và nơi nào con người cảm thấy mình đang sống trong gia đình thì đó là nhà của họ là quê hương của họ tổ phụ abraham đã được chúa gọi để bỏ quê hương Bỏ tất cả mọi sự và lên đường đến một nơi vô định Dân do Thái đã được Chúa mời gọi rồi bỏ Ai Cập để tiến về đất hứa Ra đi là chết trong lòng một ít Cuộc ra đi nào cũng đòi hỏi con người phải dứt khoát Có khi phải từ bỏ những gì mình yêu thích nhất trong cuộc đời Abraham đã từ bỏ quê hương Có gì quý giá và thân yêu bằng nơi trong nhau cắt ruộng. Tiên tri Elise đã phải giết bò và dùng cày để nướng thịt bò trước khi lên đường theo ti... tiên tri Elia. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bỏ nghề nghiệp và con, tất cả mọi sự để lưu lạc nay đây mai đó với Chúa Giêsu. Cuộc ra đi nào cũng là một mất mát, nhưng có mất mát mới tìm lại được những gì quý hóa hơn. Giáo hội đã được định nghĩa như dân chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về thiên quốc. Mỗi người Kitô được mời gọi để tham dự vào cuộc lữ hành này. Họ không trải đi cô độc một mình. Nhưng bên cạnh họ từng đoàn người tiến bước trong hân hoang, hoang. Người ta không tiến bước trong buồn bã bởi vì đích điểm đang chờ đợi họ là cả một khung trời của an vui hạnh phúc. Cuộc lữ hành nào cũng đầy cam go nhưng người Kitô không tiến bước với đôi tay trơ trọi, hành trang của họ chính là sức sống mà Đức Kitô hằng thông ban cho họ, cũng giống như người Do Thái trên đường trở về đất hứa, luôn được nuôi dưỡng bằng manna và được hướng dẫn bởi cột lửa giữa đêm thâu, người Kitô cũng tiến bước bằng sức mạnh của Chúa Kitô, bài trích sách Lẽ sống.